Để cho cái bài về e ấy để thiết kế giao diện này. Làm nó đến đâu rồi? Cái đấy cuối tuần này mới nộp đúng không? Đang Vâng, làm. cuối tuần rồi hết tuần này. Ok, để tôi tạo ra bài tập. Ok. Và cái gì nữa nhỉ? Screen flow rồi, ok. Thì thực tế ra cái thiết kế giao diện ấy thì các bạn cố gắng cứ phải bắt buộc phải cố gắng vẽ thôi, chứ bây giờ mình chẳng có cách nào để thoát được khỏi cái đấy cả. Như bình thường nếu mà học offline thì may ra tôi cho các bạn vẽ tay, vẽ trên giấy, nộp lại giấy cho tôi, nhưng mà thôi, chúng ta làm trên cái XD cho nó chuyên nghiệp được, vẽ xấu được nhá. Tôi không Nhưng mà yêu vậy cầu chúng ta phải có cái mắt thẩm mỹ nó giống như bên đồ họa được, nên là chấp nhận là vẽ hơi xấu một tí cũng được. Đấy là may các bạn gặp tôi, chứ gặp ông Đạt thì thôi. Ông nói Đạt chuyện về con em nhé. thầy Đạt thì là cái gì, cái phải Đen. Trước em học rồi, chửi cho sắc mặt được kiểu xấu rồi. ra đấy nó cũng tốt cho các bạn thôi. Vâng. Ê, Còn đâu bây đấy giờ dùng cái Figma này không? Cái XD em phải biết dùng. được, miễn là sao ra ảnh thì cho tôi được, miễn là sao ra được ảnh giao diện là được. Hoặc tôi đã bảo rồi, các bạn dùng, kể cả dùng Balsamic Mockup cũng được mà, hiểu không? Mà Tức là để làm sao để cho người dùng, người ta hình dung ra được kiểu dạng cái giao diện ấy, và người ta có thể là kiểu tưởng tượng được tốt nhất về cái mặt thiết kế sau này của website, hiểu không? rồi. Ok, hôm nay sẽ đến bài thiết kế database nhá. Đấy, thì cái thực ra cái thiết kế database hôm đợt học dự án mẫu tôi đã hướng dẫn các bạn rồi, nay tôi chỉ nhắc lại thôi, và chúng ta lại phải làm thiết kế database và làm sao để chuyển nó thành được một cái database, cũng như là thực ra cái database ấy nhiều khi nó là một cái giải pháp luôn cho chúng ta, để khi chúng ta code thì chúng ta đã có cái để lưu trữ rồi, và nhìn vào, nhiều khi người ta chỉ cần nhìn vào database là đã biết là chúng ta đang làm cái gì và cái việc thiết kế của hệ thống nó ra làm sao. Đấy là cái lợi hại của thằng database. Ví dụ như tôi đợt trước tôi làm các dự án thì đa phần mình phải làm từ từ dưới lên trên, tức là làm một module mới nhá, thì luôn luôn là phải xem cái database nó đang có cái gì rồi, thiết kế của nó như nào rồi, sau đấy là tiếp tục là xem tiếp cái giao diện, xem tiếp cái giao diện của bên bên front end, người ta code đấy, sẽ có một đội làm chuyên làm giao diện, xong rồi họ sẽ đẩy cái code HTML, CSS, JavaScript đấy cho mình, xong rồi mình sẽ compare, với đầu tiên mình phải compare giữa cơ sở dữ liệu này với cái màn hình đấy này, xem là cái màn hình đấy với cái database này nó có khớp nhau không. Đấy, ví dụ như là về phòng chẳng hạn, thì việc order một cái phòng ấy, thì nó khớp với cái bảng nào, các trường thông tin ở trong cái giao diện người ta thiết kế ra với các cái trường thông tin ở trong database nó có khớp nhau không. Nếu không khớp nhau một cái thì lại phải đi tìm ông PM ngay. Thực ra đến lúc đấy team lead nhiều khi cũng không giải quyết được, team lead thì người ta thiên về cái mặt logic hơn, chứ còn ông PM hoặc ông DBA ấy, database analysis ấy, thì ông ấy lại 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 nắm rõ hơn về cái logic, thì mình có thể là mình nói chuyện với họ để làm rõ được à cái phần này lưu vào đây lưu vào kia, hay là cái database này thì nó cần phải sửa như nào để khớp được với cái giao diện. Đấy, sau đấy rồi mình mới làm. Chứ nhiều bạn đang, chúng ta rất hay kiểu dạng như là sinh viên mới ra trường ấy, thì bị cái là các bạn cứ cắn đầu cắm cổ và làm, nếu biết là đúng hay sai, chỉ biết thấy có giao diện, thấy có DB là cứ lao vào làm. Dẫn đến cái việc là chúng ta đến lúc chúng ta code được màn hình xong rồi, tức đổ ra ra dữ liệu rồi, nó bắt đầu nhập vào, insert vào, thì nó đếch khớp. Đếch khớp, đến lúc đấy sửa đi sửa lại nó rất mất nhiều thời gian. Nên là chúng ta cần phải lưu ý trước khi làm ấy, thì cần phải compare những cái gì chúng ta đang có, ví dụ như đầu ra là cái giao diện, đầu vào là cái database. Đấy, khớp hai thằng này với nhau rồi hẵng làm. Chứ đừng cố gắng kiểu dạng như là cứ lao 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 làm, đến lúc đấy đi hot seat mệt lắm. Ok, thì để tôi share màn hình. Mẹ, thằng nào đã quay nhanh thế. Thầy quay sau mấy tiếng sau là mới nó lại đang phát trực tiếp À đấy là tôi up lên YouTube. Tôi up lên YouTube thì trong cái quá trình nó YouTube nó đang xử lý cái video á, thì nó livestream luôn trên đấy.
Thế mấy tiếng sau em mới nhận được thông báo vào xem nó đang phát trực tiếp. À ừ, tất nhiên, trừ khi là em livestream trực tiếp trên trên vừa quay vừa livestream ấy thì nó khác. Và ví dụ quay xong một cái video xong rồi up lên YouTube xong bắt đầu livestream nó lại khác. Kiểu là phát lại ấy. Ok, livestream trên YouTube luôn, xong xong luôn. Thôi con lạy bố. Tại vì vừa quay vừa livestream trên vừa meeting như này vừa quay ấy, máy nó nóng á. Máy nóng không chịu đâu. Máy tôi RAM 16GB mà còn nick chịu được. Nó không xử lý kịp. Ok, thì bây giờ tôi sẽ đi đi lấy một cái giao diện nào đấy. Đi trước là thằng nào nhỉ? Quên sử Hoàng ơi. Hoàng đã vào online chưa? Hoàng nào rồi? Thằng Hoàng Hoàng gì nhỉ? Hoàng 92 ấy. Đức Hoàng ơi, Huy Hoàng. Đức Hoàng. Đức Hoàng chưa? Hoàng 92 chưa? Đức Huy Hoàng online chưa? Chắc chưa luôn. Thế có bạn nào đã kỳ trước học môn dự án mẫu nhỉ? Giang. Em có. Giang kỳ trước có tải cái bộ theme giao diện nào không? Em không. Úi giời. Để tôi coi xem nào. Bây giờ phải kiếm một cái theme giao diện. Kỳ trước có bạn nào không học cái lớp này không nhỉ? Lớp trước ấy. Cái đang cần dùng cái HT track để tải mà. Bên Mac thì không tải được. Đây này. Thôi rồi, để tôi xem là có cái giao diện nào. Đây, tôi sẽ demo trên một cái giao diện của anh nhé. Inforest. Team Forest này, Hotel. Đây, ví dụ như tôi sẽ demo trên cứ tưởng tượng là chúng ta đang tải được cái team của thằng này rồi đi. Đây. Được chưa? Cứ coi như tôi tải được cái giao diện của thằng này rồi đi. Được chưa? Thì bây giờ coi như là chúng ta vẽ xong cái phía giao diện. Cái giao diện của chúng ta nó sẽ trông như thế này. Thế bây giờ chúng ta sẽ phải chốt xem là từ cái giao diện này chúng ta sẽ phải chuẩn bị database như thế nào để nó có thể hiển thị được toàn bộ thông tin này, đúng không? Đúng chưa? Ví dụ như từ cái menu này, từ cái slider chúng ta quản lý như thế nào này, từ cái việc book phòng này, từ cái việc là các cái thông tin về phòng này, được chưa? Những cái như thế này thì chúng ta lấy data từ đâu, đúng không? Rồi thì những cái last tip new và event này chúng ta làm như thế nào, được chưa? Thì chúng ta tất cả những cái thứ này ấy, thì thực tế ra là mình phải chuẩn bị data hết, chứ không phải là tự nhiên mà nó có, hay là những cái này nó là dữ liệu tĩnh nhé các em nhé. Nên là chúng ta phải xem trước cái giao diện, sau đấy chúng ta mới làm cái DB được, được chưa? Rồi ok, với cái đống này thì chúng ta sẽ bóc dần dần. Đầu tiên này thì ví dụ như về cái logo của cái phần này, cũng như là số điện thoại, email các thứ, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải quản lý cái đống này, được chưa? Đúng không? Không có thì ví dụ như tôi đổi số điện thoại làm nào, đúng không? Tôi muốn thay đổi cái logo thì tôi làm nào, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ khớp, thiết kế ra cái database để khớp với những cái thứ đấy. Thì tôi sẽ dùng Lucidchart đi. Tôi hay cô làm DB bằng Lucidchart. Tất nhiên là có hàng tỷ cái hệ thống khác nhau có thể hỗ trợ chúng ta trong việc này, nhưng mà tôi thích dùng thằng này. Dự án mẫu 19, dự án 1 đi. Ok, tạo ra RD. Create document. Đó. Đó nhá. Bây giờ sẽ tiến hành làm cái DB hotel. Dạ, hotel 1 chữ gì. Rồi. Chúng ta sẽ có cái bảng đầu tiên. Tôi hay gọi cái bảng này gọi là bảng web setting.
được chưa? Web setting. Trong cái bảng này nó sẽ giúp tôi gọi là lưu trữ những cái thông tin cho cái website của mình, những thông tin chung như là cái gọi là cái gì nhỉ, cái ví dụ logo này, rồi thì map này, rồi thì số điện thoại này, đường dẫn Facebook này, đường dẫn về YouTube này, đường dẫn về Instagram này. Đấy, nếu có thì lưu hết. Thì ở đây tôi sẽ có một cái là ID này. ID này. Tiếp theo là name cho cái phần web setting đấy. Bởi vì ví dụ nhá, các bạn hoàn toàn có thể làm cái website kiểu dạng như là chủ đề của mùa xuân thì chúng ta sẽ có cái theme, cái logo nó khác. Cái màu mè nó khác. Chủ đề mùa hè khác, mùa đông khác, mùa thu khác. Đấy, thì tùy chúng ta đặt tên nó như nào và lúc nào chúng ta active nó thôi. Đây, status này. Status. Status này. Xong rồi sau đấy là đến logo, để lưu trữ logo này. Phone number. Hotline. Nếu trong trường hợp mà phone number và hotline nó khác nhau. Được chưa? Rồi thì address, cái map, URL. Thế vì cái này để lưu trữ cái gì không? Để cho anh không được cái map này để lưu trữ cái gì không? Các bạn không cần phải làm nữa nhá. Cái này chút nữa tôi sẽ gửi cho các bạn. Được chưa? Bây giờ chúng ta tập trung vào trong cái màn hình này để chúng ta cùng nhau làm. Để cho các bạn hiểu được là làm cái này nó như thế nào. Bây giờ map URL này biết để làm gì không? Google Map. Đường dẫn địa chỉ. Sẽ lưu trữ cái đường thế dẫn của map. Được chưa? Ví dụ như chúng ta vào map này. Nó search cao đẳng ngành FPT Polytechnic Phố Trịnh Văn Bô à. Được chưa? Xong bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là share là chúng ta embed map thì chúng ta lưu cả cái cục này vào luôn, lưu cả cục iframe này vào luôn. Hiểu chưa? Đấy. Được. Thì chúng ta sẽ lưu trữ cái cục đấy vào trong cái phần map URL này. Tiếp theo là đến YouTube URL. Nếu như trong trường hợp mà cái khách sạn này có kênh YouTube riêng, Facebook hay Facebook fanpage URL, fanpage gì đấy đúng không? Xong rồi ví dụ như là ô chết mẹ rồi. Xong rồi là Instagram, Twitter chứ nhỉ? Twitter URL. Đấy, như thế. Còn nếu con muốn thông tin gì nữa thì các bạn tự thêm vào đây nhá. Vâng. Được chưa? Delete này. Được chưa? Xong rồi mỗi một cái chủ đề này, mỗi một cái chủ đề trong phần web setting này thì tôi sẽ lại có một cái gallery ảnh, gọi là cái slider cho nó. Thì tôi sẽ bởi cái slider ấy thì nó là về cái đằng sau này. Ơ cái này không có slider à? Không có đúng không? Vâng. Ok thì tốt, đỡ phải lưu slider. À đây. Cái ảnh background này chúng ta cũng phải lưu này. Cái ảnh này, cái ảnh đằng sau á. Bạn thấy không? Thì chúng ta cũng sẽ lưu tạo cho nó một cái ô để chúng ta lưu trữ luôn cái phần ảnh đấy. Ví dụ chúng ta đặt nó là cái background img, background trừ img. Đấy, chúng ta cũng lưu cái ảnh ấy luôn, xem còn gì cần lưu không nào. Cái video này cũng phải lưu này, cái video này chúng ta cũng phải lưu luôn, được chưa? Cái video giới thiệu về khách sạn này chúng ta cũng, bởi vì giao diện nó có thì chúng ta cũng phải lưu luôn. Thì chúng ta sẽ để ở đây là cái để đây là một cái intro video URL. Đấy, lưu luôn. Còn cái gì nữa nhỉ? Location có rồi. Đây này, những cái thông tin Facebook, Twitter, các thứ kiểu trong này thì chúng ta cũng phải lưu hết vào. Để address này, phone này, fax này. Fax chúng ta để tạm là hotmail, là cái hotline nhé. Email à. Đấy, còn thiếu đấy.
email, email. Xong. Dạ. Thì là chúng ta sẽ lưu trữ được cái thông tin của web setting để nó hiển thị được toàn bộ những cái thông tin cần thiết ở trên cái đống này. Dạ. Rồi. Xong nhá. Còn cái đoạn này, cái đoạn mà tích ở đây này, chúng ta hoàn toàn có thể lưu nó luôn ở trong cái phần database. Ôi giời. Đây chúng ta viết vào đây nữa là intro tích. Introduce content. Rồi. Đấy, thực ra những cái cột này chúng ta có thể thêm vào sau cũng được nhá. Nhưng mà chúng ta tìm nên kiểu dạng như tìm đến đâu thì chúng ta bôi vào đến đấy luôn, chứ đừng có để tách nó ra. Được chưa? Xong nhá. Đấy là cái bảng đầu tiên, là để nó hiển thị những cái thông tin cơ bản của website này. Được chưa? Tiếp theo này, chúng ta sẽ đến với những cái thứ khác. Ví dụ như cái text đoạn này, thì theo các bạn có phải lưu không? Text trên màn hình này. Không. Có phải lưu không? Có thế, tại vì nó là cái intro description. Để xem nào. Nếu mà thích thì lưu, không thích thì thôi, bởi cái phần này nó cũng thực ra là nên lưu. Nhưng mà thôi, tôi không đưa quá nhiều cái bắt buộc cho các bạn làm gì, để chúng ta quản lý nó mệt lắm. Tiếp theo nhá. Cái này là cái gì đây? Cái này chúng ta có thể là để không cần lưu trữ cũng được. Đây, những cái phần như thế này. Những phần như thế này này, chúng ta cũng nên lưu luôn. Được chưa? Cũng nên lưu luôn này. Đây. Nó có thì chúng ta cũng cần phải lưu luôn. Đấy, những cái đoạn tích tính như này này. Được chưa? Thì chúng ta lưu nó vào nhá. Chúng ta sẽ có như sau. Hoàn toàn có thể các bạn nhét nó vào trong cái bảng này cũng được. Được chưa? Hoặc chúng ta sẽ tách nó ra thành một cái bảng riêng. Được chưa? Tách nó ra thành một cái bảng riêng để chúng ta có thể là thêm sửa xóa hoặc là active nó bất kỳ khi nào. Được chưa? Ví dụ như để coi nào, nó kéo thêm một bảng vào đây. Đây gọi là, để xem đặt tên nó là cái gì được. Our favorite room này. Thế vậy thì nhét mẹ vào trong kia đi. Nhét luôn vào trong bảng kia nhé. Thêm 3 cột nữa. Đây là intro về cái intro về cái đầu tiên là favorite room. Yeah. Intro favorite đi. Đấy. Tiếp theo về cái service. Ok thôi. Tiếp theo news event. Tiếp theo client feedback. Chưa? Các bạn đã bao giờ làm một cái bảng nó nhiều cột như này chưa? Chưa. Đấy thì mình từ cái thiết kế mình phải bôi ra thôi. Được chưa? Tiếp tục nhá. Đấy là xong cái bảng đầu tiên. Này đáng bao nhiêu cột? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 cột. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 cột. Bình thường. Chưa có gì mà dài cả. Tiếp tục này. Đây là cái đầu tiên nhá. Cái này chúng ta có phải lưu không? Biết cái này là cái gì không? Phần hai giới thiệu về tác giả hay gì? Tác con khỉ, đây là feedback của khách hàng. Vậy.
Cái này ở bên WordPress nó gọi là testimonial, còn ở bên này chúng ta để là client feedback, được chưa? Chứ đây cái anh để đây là tác giả tác gieo gì ở đây đâu. Rồi ok, chúng ta có một cái bảng nữa là bảng client hoặc là customer feedback. Customer feedback. Rồi ok, chúng ta có ID này. Bên này để là key. Sorry các bạn. Key này, ID này. Được chưa? Thì trong cái này chúng ta phải nhìn xem nó là cái gì. Đầu tiên là có tên này. Đúng không? Có tên của khách hàng này. Name. Tiếp theo là họ đến từ đâu, country. Đúng không? Xong mình cho họ một cái ảnh. Image và avatar. Tùy. Avatar này. Xong rồi sau đấy là rating sao, đúng không ạ? Mình sẽ cho nó một cái rating. Tiếp theo là content. Content. Đây là status. Dạ. Bởi vì thực ra cái phần thường thường, cái phần customer feedback này là sẽ do quản trị viên fake ra, hiểu chưa? Chứ chẳng mấy khi khách hàng họ feedback thật đâu. Nó fake ra để kiểu dạng làm cho cái phần này nó sinh động hơn đấy, hiểu không? Đấy, thế thôi. Dạ. Đấy, đấy là những cái cơ bản nhất này. Tiếp theo đến phần này, tôi cứ làm những phần râu ria trước nha, sau đấy chúng ta sẽ xử lý tiếp. Tiếp theo đây là cái service, đúng không? Hoặc là đi từ dưới này, đi lên đi. Đây, discover. Discover này cũng chưa có này. Rồi ok, như vậy thì tôi sẽ phải thêm một cột nữa vào đây. Về intro, về gallery. Intro, galleries. Rồi ok. Là bởi vì nó có cái đoạn text ở cả phần này, chúng ta cũng phải lưu trữ vào. Tiếp theo ở trong này, thì chúng ta sẽ có cái đây tôi gọi là cái đây là cái deck gì, discovery. Đây nó là bài viết không ạ? Mỗi cái này là một cái bài viết. Ok, thế vậy thì đây nó không phải là ảnh. Nếu trong trường hợp nó không phải là ảnh thì chúng ta sẽ phải chuyển cái này thành một cái danh mục rồi. Rồi ok, đây tôi sẽ thiết kế như sau. Đây nha các bạn, lưu ý này, tùy vào cái giao diện mà chúng ta lấy được đấy, chúng ta phải thiết kế nó cái cơ sở dữ liệu nó khớp. Ví dụ như cái phần này các em nhìn nhá, lúc đầu tôi tưởng đây là một cái đống ảnh, tôi cứ tưởng đây là một cái đống ảnh, nhưng mà thực ra những cái này nó là những cái bài viết. Đây sẽ chính là những cái bài viết, còn những cái ảnh nó hiển thị ở đây này là nó sẽ lấy ra danh. Tôi cứ coi như tất cả những cái đống này là những cái bài viết thuộc về cái danh mục discovery, dạ, là về cái danh mục là khám phá. Thì bây giờ làm sao để cho người dùng người ta có thể chọn được những cái bài viết nào để đưa lên đây, đúng không? Thì tôi sẽ có như sau, tôi sẽ thiết kế cái giải pháp database như sau. Ví dụ tôi có một cái bảng ở đây tôi gọi là danh mục này, categories. News category, new categories, được chưa? Gồm ID này, name này, được chưa? Intro text này, intro content này, được chưa? Tức là chúng ta sẽ có cái mớ danh mục. Sau đó ở trong này, ở trong cái bảng này, chúng ta nối cái danh mục nào đấy là phần discovery vào trong phần này. Ví dụ ở đây tôi sẽ để đây là FK này. Đây là discovery okay. ID. Được chưa? Thì tôi sẽ nối cái thằng này vào. Sang đây. Được chưa? Thì khi mà tôi hiển thị ra cái đống cái giao diện này ở phần giao diện này nhá, thì tôi sẽ tiến hành là select sound from post chẳng hạn. Where get ID bằng cái discovery get ID này. Được chưa? Thì ở đây tôi sẽ thêm một cái bảng nữa.
là cái bảng post, post hoặc là bảng news, được chưa? Bao gồm ID này, đây là get ID này, được chưa? Đây là title này, title này. Đấy, và ở trong tôi sẽ thiết kế thêm sau nhé. Đây là giải pháp thôi, được chưa? Thì bây giờ những cái bài viết ở phần discovery get ID này thì tôi sẽ select sao from news where get ID bằng với lại cái case ID được tôi lựa chọn ở trong cái ở trong phần discovery case ID này. Các bạn hiểu không ạ? Đó. Thì ở trong những cái bài viết kia tôi sẽ tiến hành là nó có một cái ảnh feature image. Được chưa? Thì những cái ảnh đấy và cái tiêu đề bài viết này nó sẽ được cái ảnh bài viết nó sẽ được đưa vào đây. Hiểu không ạ? Cái ảnh bài viết nó sẽ được đưa vào đây. Sau đó là cái ảnh và cái tiêu đề của bài viết thì nó sẽ là cái này, được chưa? Còn cái ảnh nó to hay là không to thì chúng ta hoàn toàn có thể là setup là cái ví dụ như cái nào to là tôi để cho nó là hot new đi chẳng hạn, đúng không? Ví dụ đây là discovery dưới hot news. Đấy, thì cái này tôi chỉ đơn giản tôi để là true phone thôi, được chưa? Còn những cái thằng nào mà không phải là hot thì tôi bỏ nó đi, thế là xong, được chưa? Còn phần ở trong nó thì để chúng ta xem trong này nó là cái gì. Đây là có ảnh này, ảnh feature này, đây là có content này, được chưa? Đấy, nó có content này, thế rồi thì chỉ có content thôi. Đây là content này, đây là view, số lượng views, tiêu đề này, ID, author name, author ID cái đấy tính sau, những cái liên quan đến tác giả chúng ta tính sau, được chưa? Thì ở đây chúng ta đã giải quyết được cái bài toán của cái phần này dựa vào cái phần news, được chưa? Tiếp theo là cái đoạn ở đây, cái đoạn này, cái này có cần lưu không? Cái này có cần lưu không? Vô hết rồi. Dạ. Có. Lưu thành bảng gì? Có đấy. Bảng gì? Liên lạc. Thông tin nào? Chúng ta sẽ lưu thành kiểu gì? Ví dụ bảng này ở đây chúng ta sẽ lưu vào trong thành là bảng contact. Được chưa? Bảng liên hệ đi. Contact. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có các cột là ID của contact này. Được chưa? Và xem cái form đấy nó cần những cái gì. Chúng ta vào contact form này mà xem này. Ở đây có name này, phone này, được chưa? Chúng ta sẽ có là name, phone, dạ, name, phone, email, name, phone, email này, subject. Acid, được chưa? Và chúng ta phải thêm một cái trạng thái vào nữa. Status là đã trả lời cái người ta liên hệ với mình nhưng mà mình đã trả lời người ta chưa? Được chưa? Người ta đã trả lời mình người ta chưa? Và người trả lời là ai? Người trả lời và là ai? Ví dụ đây là reply user with reply user gạch dưới reply đấy, và chúng ta sẽ có là nếu mà có là trong trường hợp cái reply contact này nhá thì chúng ta sẽ có là reply for reply by, cái này chúng ta để là reply by. À, tức là người sẽ đã reply cái message này, được chưa? Và cái reply đấy là reply cho cái phần contact nào, được chưa? Tức là ở trong cái bảng contact này tôi lưu cả cái việc là người dùng người ta gửi cái liên hệ lên và tôi lưu cả luôn cả cái chúng ta reply cho cái người mà gửi yêu cầu ấy, được chưa?
chúng ta sẽ có thêm một thông tin nữa là create the data. Được chưa? Create the data. Và cái này chắc là không có update the data. Thế thôi. Được chưa? Và cái này nó sẽ tự quan hệ với chính nó. Ở đây. Được chưa? Các bạn có hình dung ra được cái bảng contact nào? Có quá à? Tự quan hệ với chính nó như thế nào thế? Không hiểu á, đây nhá. Vâng. Đây, chờ tôi chút. Dự án 1 đây. Thế nên mới bảo là cái phần này cần phải tưởng tượng rất là nhiều. Đây. Ví dụ, tôi có một cái màn hình contact. Màn hình contact đây nhá. Nó có rất nhiều field thông tin. Đây một cái nút bấm này. Đây là send. Được chưa? Thì sau khi người dùng điền thông tin này thì nó sẽ lưu vào trong database và nó sẽ hiển thị cho ra cho phần cho admin ấy là một cái danh sách như này. Đúng không? Sau đó ở mỗi một cái phần này nó sẽ có một cái nút và nút phản hồi. Reply. Được chưa? Sau khi người ta bấm, quản trị viên sẽ nhìn thấy cái đống này, sau khi người ta bấm reply thì nó sẽ chuyển ra một cái màn hình. Một cái màn hình. Ở đây sẽ là màn hình trả lời cái reply này, đúng không ạ? Thì ở đây sẽ có subject này. Lại có subject này. Lại có content này. Đúng chưa? Đây, content đây. Và bấm là đây là ở đây nó sẽ có thể là một cái ô select như này. Là lựa chọn là cái phần trả lời này của ông admin ấy là trả lời cho cái phần nào ở trong cái đống này, cho thằng này hay là thằng này. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ nếu mà bấm vào đây thì nó sẽ fix luôn. Đây là cái tiêu đề, là tiêu đề của cái phần contact nào. Được chưa? Thì như vậy cái này các bạn phải lưu nó vào. Lưu nó vào là một, lưu nó vào trong database ấy. Là cái này nó cũng là về cơ bản thì nó cũng là một cái contact, nhưng mà nó trả là cái phần trả lời cho cái liên hệ của ai ở đâu. Bạn hình dung được không? Đó. Và cũng hình mường tượng là tí đây nhá, xem lại này. Đây chúng ta có cái bảng như sau. Đây tôi lùi ra một chút. Đây nhá, thì có phải là cái phần này của chúng ta này thì nó sẽ là điền xong ấy thì nó sẽ lưu vào trong database cho các cột là name này, phone, email, subject, message, status, được chưa, và create us, được chưa, hiểu không ạ? Là tất cả thông tin của form này trừ cái reply by và reply for, được chưa, hiểu không ạ? Bây giờ nhá, bây giờ này tôi tiến hành là bấm vào hiển thị cái danh sách thì tôi cứ select sao from contact, được chưa? Where đâu rồi? Đây tôi select sao from contact này, where status bằng chưa trả lời, ví dụ tôi để chưa trả lời là một chẳng hạn, được chưa? Where status bằng một thì tôi lấy được tất cả những cái thằng mà nó người ta gửi lên rồi nhưng mà nó chưa được trả lời thì nó sẽ ra cái bảng này, đúng không? Đúng không? Hiểu không ạ? Hiểu. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ bấm vào trả lời. Bấm vào trả lời thì tôi sẽ ra sinh ra cái màn hình bên dưới này, nó tương tự như cái màn hình ở phía trên. Nhưng nó có thêm một cái cột là tôi đang trả lời cho cái contact nào dựa vào cái này. Được chưa? Hiểu không? Đấy. Xong rồi cái thằng mà đang đăng nhập vào phần quản trị mà phải trả lời ấy thì ví dụ như tôi là quản trị viên, ID của tôi là 10, user ID của tôi là 10, được chưa? Hiểu không? Thì khi mà tôi lưu xuống thì nó sẽ lấy cái session, cái user ID mà lưu ở trong session ấy là tôi đang đăng nhập mà, thì nó sẽ lấy được cái thông tin ID của tôi, đúng không? Thì là cái reply by này nó sẽ lưu là cái ID của thằng đang trả lời. Hiểu không? Tức là trong một hệ thống có thể là có 5, 10, 15, 20 thằng quản trị viên khác nhau.
nhưng mà phải biết được thằng nào là cái thằng trả lời cho cái contact này, được chưa? Còn cái reply for là cái phần chúng ta message trả lời lại ấy, là trả lời cho cái contact nào ở phía trên này, các bạn hiểu không ạ? Hiểu chưa? Đấy, sau khi chúng ta submit form, cái form trả lời này lên thì cái contact có cái ID mà tôi đang trả lời, nó sẽ chuyển cái trạng thái status của nó từ 1 sang thành 2 chẳng hạn. Status bằng 2 tương đương với status là đã trả lời rồi. Hiểu không ạ? Hiểu chưa? Đấy thì là đấy là quan hệ với chính nó. Hiểu chưa? Và tôi hoàn toàn có thể là trả lời nhiều lần cho một cái contact. Hiểu chưa? Đấy là cái việc chúng ta sẽ phải làm. Được chưa? Phải nhìn thấy cái bài toán là chúng ta sẽ phải xử lý nó như thế nào. Được chưa? Thì đấy là về phần contact nhá. Tiếp theo xử lý những cái phần khác. Ví dụ phần này latest new và event. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nó có ảnh này. Cái ảnh nó tương đương với những cái ảnh ở phía dưới này đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ thuộc về cái danh mục khác, là danh mục news hoặc là danh mục event. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái ảnh này, có cái tiêu đề này, có cái phần mô tả này. Được chưa? Khi mà read more thấy là nó giống y hệt như là cái đống bên 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 kia, bên ở dưới này. Được chưa? Nó giống y hệt nhau. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tiến hành là như sau. Ở trong phần danh mục thì có những cái danh mục mà cho phép comment, có những danh mục không cho phép comment. Được không ạ? Thì ví dụ như ở trong các bạn ở đây này, các bạn nhìn thấy ở trong phần discovery này thì nó không hề có phần comment. Cho nên những cái bài viết thuộc về cái danh mục discover này thì nó không được, chúng ta sẽ đánh dấu vào là không cho phép comment, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ viết vào đây là allow comment. Được không ạ? Cái này nó chỉ là tick thôi, checkbox thôi, là đồng ý hay không. Đúng không ạ? Sau đó những cái bài viết thuộc về cái danh mục đấy thì nó sẽ mở cái phần comment hay là không. Được chưa? Được chưa? Sau đó là đến những cái bài viết khác, ví dụ như bài viết ở phần này. Bài viết ở phần news and event này. Đây. Thì nó lại có comment này. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có là thông tin về ảnh này, thông tin về tiêu đề này, thông tin về người viết này, ngày viết này, số lượng comment này và danh mục của nó là danh mục nào. Đúng không ạ? Thế thôi. Tác tiếp thì chúng ta tạm thời chưa làm ở giai đoạn này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ viết ở đây. Cái thiết kế là như sau. Trong các cái bài viết thì có news, có ID, có kết ID. Kết ID có tiêu đề, có picture image, có discovery hot new, có content, được chưa? Có số lượng view. Chúng ta còn thiếu là tên tác giả đúng không? Đây này, tên tác giả, ngày tạo, đúng không ạ? Danh mục thì chúng ta có rồi. Mỗi bài viết chúng ta chỉ dùng một danh mục thôi cho nó dễ làm. Thì ở đây là author ID, đúng không ạ? Ở đây chúng ta để thêm một cột nữa là creator đất. Chưa? Được không ạ? Create đất. Thế là xong. Được chưa? Tiếp theo, nếu mà trong trường hợp các cái bài viết mà có comment như thế này, đúng không ạ? Các cái bài viết có comment như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành là tạo ra một bảng nữa. Tạo ra một cái bảng nữa là cái bảng comment. Comment bao gồm ID này, đây là news ID này, được chưa? Người comment author ID này. Trong cái comment này chúng ta xem nó có những cái gì. Người comment này là lấy được thông tin ảnh, thông tin của tên này, thời gian comment là created. Tiếp theo nội dung comment, đúng không ạ? Nội dung comment thì chúng ta để là content. Và trạng thái của comment là status.
Dạ. Đấy, thế thôi. Dạ, thì bây giờ chúng ta sẽ nối cái ID này. Nối cái ID này sang bên này. Được chưa? Còn chúng ta sẽ không làm phần reply như này nhé. Không làm reply nhiều như này đâu. Chúng ta chỉ có là đã comment một bài thì nó cứ hiển thị theo thời gian trên xuống, trên xuống, trên xuống, trên xuống. Thế thôi. Không làm nhiều. Được chưa? Tag chúng ta không làm. Bởi vì nó quá mất công. Chúng ta sẽ không làm. Được chưa? Thế là xong về phần bài viết nhá. Được chưa? Còn ở ngoài này last latest new event này thì chúng ta cứ theo theo cái lấy ra những cái bài viết mới nhất thôi. Chứ cũng không có gì. Được chưa? Tiếp theo là về service. Đúng không ạ? Về service thì chúng ta sẽ làm như nào? Ở đây chúng ta sẽ làm thế nào đúng không ạ? Về cơ bản thì nó sẽ là một cái slider như này. Được chưa? Thì chúng ta phải chuẩn bị những cái gì mà nó sẽ cần hiển thị ở đây. Ví dụ như ảnh này, tiêu đề này, logo này và lời giới thiệu. Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ xem nó có những cái gì, sẽ cần phải chuẩn bị những cái gì. Thì ở đây tôi sẽ có thêm một cái bảng nữa. Một cái bảng nữa là bảng service. Service bao gồm ID của service, name của service, the feature image, rồi feature image này, xong rồi introduce, không có một cái ảnh đúng không? Logo, à, cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Logo hay là cái gì? Icon này, icon URL. Yeah. Và cái status là trạng thái là có hiển thị hay không, đúng không? Rồi còn gì nữa không? Các bạn xem ở trong này chúng ta còn cái gì nữa không? Hết rồi đúng không? Về service chúng ta chỉ tạm thời thế thôi. Dạ, yeah. Thế là đủ cái gì nữa? Đủ các thông tin rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có là cái favorite room này, tức là chúng ta quản lý phòng, phải quản lý phòng đúng không ạ? Thì xem trong thông tin phòng này nó gồm những cái gì. Đầu tiên là phải có gallery của phòng này, đúng không ạ? Gallery của phòng này. Tiếp theo là cái một cái giới thiệu về cái phòng đấy này, các cái service của cái phòng này này, được chưa? Tiếp theo là những cái phòng tương tự, đúng không ạ? Những cái phòng tương tự thì chúng ta sẽ quản lý cái đống này nó như thế nào, đúng chưa? Rooms, xem bọn này có chia room không. Room list view này. Nhiều thế nhỉ. Rồi về phòng thì đa phần là chúng ta sẽ không 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 gọi là cái gì nhỉ, về phòng theo các bạn là phòng có cần phải chia ra dành thành danh mục phòng không? Ừ, thôi bỏ đi trong đường loại phòng có cần chia. Đó, tính ra đi tè đó nhá, suy nghĩ đi cho các bạn mấy phút tôi đi tè đó. Không quá à. Nói đi ông ơi. Tầm gì ông ơi? Tầm á, thôi kệ sang nó đi. Chứ... mình làm sao hiểu tiếng của nó được. Ôi, thật sự. Anh em ăn cơm chưa? Rồi, đây rồi. Nào, các bạn thử tưởng tượng thế nào. Thử nghĩ xem là mình sẽ quản lý cái bài toán quản lý phòng này nó sẽ diễn ra như nào. Nào. Em cứ theo lại phòng như này. Lại phòng. Thế bây giờ tôi thử hỏi nhé, các em có sẽ kiểm soát phòng đấy theo dạng là tầng hay là theo loại phòng hay là theo kiểu như nào?
Theo kiểu gì? Sao? Đây nha, ví dụ giải pháp của tôi là gì? Giải pháp của tôi là gì? Tôi sẽ quản lý theo loại phòng. Hiểu không? Tôi sẽ quản lý theo loại phòng và trong cái loại phòng đấy nó có thông tin về phòng là chi tiết về phòng là như thế nào và có bao nhiêu phòng như vậy. Đúng không? Và khi người dùng đặt phòng á thì người ta chỉ đặt cái loại phòng thôi. Đặt một cái loại phòng ở một cái phòng nào loại phòng nào đấy thôi. Hiểu không? Và sau đấy thì chúng ta nếu mà đồng ý với cái việc đặt hàng của người dùng chúng ta trong cái đơn vị cái ngày ngày bao nhiêu đấy thì chúng ta sẽ tính ra được từng ngày là có bao nhiêu việc đặt phòng cho cái loại phòng đấy. Hiểu không? Đây này, nó có cái room type này. Thấy không? Nó có room type này. Chứ nó không thể nào mà sao mà có thể là biết được là mình đặt cái phòng nào, phòng tầng 1 hay phòng tầng 20. Từng phòng được. Đúng không? Không thể đặt từng phòng như vậy được. Đúng không ạ? Hiểu chưa? Hiểu không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý như sau. Chúng ta trong cái việc quản lý phòng, thông tin phòng, chúng ta sẽ chơi cái bài là đâu ạ? Đây, room time. Room time. Dạ, bao gồm ID của loại phòng này, đúng không? Sau gì nữa? Nhớ. Name của loại phòng này. Đúng không? Gì nữa nhỉ? Sao? Gồm gì? Room time này. Có cần giá không? Có giá không? Có luôn. Có luôn. Price. Price. Gì nữa? Tôi cứ cho được khoảng 10 cái 15 cái cột đi để cho chúng ta sáng tạo thoải mái. Gì nữa? Gì nữa nhỉ? Có cần cái view phòng. Cái gallery này có không? Có. Có con khỉ. Đấy, cái lưu cái gallery này vào trong cái room type. Nó sẽ có bảng riêng không ạ? Hiểu không? Đây là nó sẽ có cái này này. About này. Hiểu không? About. Chưa? Gì nữa? Có cái room service này không? Có. 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 Có con khỉ ấy. Là liên viên rồi. Đây nhá. Đây này. Cái này này. Cái about này với cái phòng ấy thì là mỗi phòng có một cái about thì đồng ý, tức là quan hệ giữa cái phần about và nó là quan lát hệ thì nhét vào trong được, hiểu không? Còn cái service đây này, em thấy là trong cái phần service này với cái loại phòng ấy, nó có rất là nhiều, trong một phòng có rất nhiều service thì như vậy là quan hệ một phòng có nhiều service thì không thể nào đưa trong một bảng được đâu, hiểu vấn đề chưa? Rồi chết mà thổi cái bọn này. Đó. Đó nhỉ? Gì nữa không? Chị đi. Hết chưa? Chắc vậy rồi. Đúng không? Còn số lượng nữa chứ. Đúng không? Quan BD, trong một cái khách sạn này có bao nhiêu phòng thuộc loại này? Đúng không? Hết chưa? Trạng thái không này quá chứ quá. Thế ví dụ nha, thích cái ảnh này ở đâu ra, hiểu không? Cái ảnh này ở đâu ra? Của phòng đấy, của cái loại phòng này, đúng không? Rồi. Chúng ta phải quan hệ của nó là 1:1 thì chúng ta phải đưa vào đây. Picture. Image. Chưa? Gì nữa là? Description. Description là cái nào? Đây á? Ừ. Ok, thêm một cái short description nữa. Rồi, tiếp theo đi, còn cái gì không? Mẹ.
Còn gì không? Cái đấy thằng nào xem gì cãi nhau mầm vậy? Quán gì ông nhỉ các thanh niên? Cá viên. Hết chưa? Quay. Cá. Trời. Hết rồi đúng không? Hả? À, còn gì không? Hết chưa? Rồi ok, tạm thời về phòng chúng ta chỉ dừng lại đấy thôi nhá. Được chưa? Tạm thời thế, đáng lẽ là còn phải người tạo ra cái phòng này là ai? Các thứ các kiểu, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp cái phần là gallery cho một cái phòng. Đây cái phần này, gallery cho một cái phòng. Thì chúng ta sẽ có là room gallery. Room gallery gồm ID của ảnh này, room size này, room ID này, tiếp theo là IMG URL này. Dạ. Phần trạng thái không? Có. Không cần nhá, bởi vì cứ thằng nào phang vào trước thì nó lên trước thôi, còn nếu mà cần bỏ đi thì xóa thẳng nó đi là xong, hiểu chưa? Hiểu không ạ? Gì nữa không? Gì nữa không? Tiếp theo nhá, bây giờ những cái thông tin cơ bản của website này tạm thời tạm tạm là chúng ta đã tương đối ổn rồi, đúng không ạ? Bây giờ còn những cái gì nữa? Cái room service này có chưa? Có chưa? Chưa đúng không? Nhưng mà thực ra ở đây nó đã có rồi này, service này. Đúng nhá. Thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ bổ sung vào đây. Bổ sung vào đây. Những cái service nào là service cho người dùng sẽ nhìn thấy ở phía ngoài homepage. Đây này. Ở ngoài home người ta sẽ nhìn đến những cái loại service nó là khác nhau như này, đúng không ạ? Đây là service về của khách sạn đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta có hai cái option để thực hiện cái phần này, tức là tất cả các service chúng ta đưa hết vào một bảng, và những cái nào được hiển thị ngoài trang chủ thì chúng ta sẽ tích cho nó một cái cột là show ở trang chủ, em hiểu không ạ? Còn lại những cái không được tích vào cái ô đấy thì nó đều là service cho cái phòng. Được chưa? Đấy là một cách. Cách thứ hai, các em tạo ra một cái bảng riêng gọi là bảng room service. Đúng không ạ? Gọi là bảng room service. Thì khi mà chúng ta nối cái phòng, tức là cái bảng đấy và cái bảng này nó là hai cái bảng khác nhau. Cứ mặc định chúng ta lấy service ở đây thì nó sẽ hiển thị ở trang chủ. Còn cái đoạn mà người ta sẽ lựa chọn một cái phòng, lựa chọn một cái phòng để xem, thì cái phần này, cái room service này nó sẽ là ở trong cái bảng thứ hai là bảng room service. Thế bây giờ các em thích làm kiểu nào? Làm cách một hay cách hai? À? Cách hai. Cách hai nhá, cách hai cho nó dễ. Ok. Vậy tôi sẽ xóa cái này đi. Tôi sẽ có một cái bảng thứ hai. Bảng thứ hai. Tôi đặt tên là bảng room service, được chưa? Gồm ID của service này, được chưa? Name của service này, được chưa? Name của service. Sau đó là để xem là nó còn có cái gì nữa không? Đấy, nó chỉ có tên và ảnh thôi. Nó chỉ có mỗi tên và ảnh thôi, nó chẳng có cái đích gì cả. Được chưa? Đây, tên, ảnh, trạng thái nữa. Status. Thế sau. Bây giờ các em để nhá, mỗi một phòng có bao nhiêu cái service? Quan hệ của phòng và service là gì? Thằng nào một, thằng nào nhiều? Một phòng có bao nhiêu service? Một phòng nhiều service. Một phòng có nhiều service.
Một service có thể có mặt ở bao nhiêu phòng? Nhiều phòng. Vậy quan hệ giữa hai thằng này là? Nhiều thì phải làm sao? Tạo bảng nữa. Đúng rồi, tạo một bảng khác nữa. Đây là room. Ở dưới service. Tôi đặt thêm cái đuôi nữa là express để có thể hiện đây là cái bảng phụ. Được chưa? Rồi ok, thì chúng ta sẽ có là key đầu tiên là ID. Key thứ hai là service thì ID. Và cái cột này tôi sẽ xóa nó đi. Được chưa? Và tôi sẽ nối từ đây ra đây và từ thằng này ra đây. Được không ạ? Được chưa? Rồi ok. Tiếp theo chúng ta còn một cái phần cuối cùng là cái phần quan trọng nhất nữa, là cái phần này. Đúng chưa? Là cái phần này. Hiểu không ạ? Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm như nào? Tạo bảng nữa. Có tạo bảng không? Có. Rồi, bảng tên là gì? Ví dụ tôi để đây là booking. Booking. Gồm ID booking này, đúng không? Gì nữa? Cột gì nữa? Cột gì? Customer name à? Đấy. Tên. Số điện thoại. Ok, tên và số điện thoại. Customer name. Phone number. Gì nữa? Address. Địa chỉ. Gì nữa nhỉ? À, email có không? Có. Email. Tiếp. Country. Đâu nhỉ? Country nó ở đâu? À đây, country. Chúng ta vứt mẹ nó country đi nhá. Vâng, vứt đi. Vứt mẹ đi, không cần đâu. Cái country nó hơi to. Gì nữa? Đây, arrival là ngày đến. Dạ. Đây, chúng ta có cái arrival. Arrival. Tích là màu đen. Rồi. Tiếp theo là gì ạ? Departure. Là gì? Là ngày đi. Hoặc là chúng ta nếu mà để cho dễ nhìn thì chúng ta check in date. Dạ. Check in date. Còn cái dưới là check out date cho dễ tưởng tượng. Đúng không? Dạ, cho dễ hiểu. Gì nữa? Ở đâu? Là gì ạ? Cái này là gì? Lớn. Số người lớn. Dạ. Tiếp theo. Thì là gì? Children. Chicken, đúng không? Chicken. Trẻ nhỏ. Trẻ con. Ngon. Gì nữa? Còn gì không? Ngoại trong của em rồi. Room size. Thêm lưu ý. Room size đây này. Chưa có đúng không? Vâng. Room size. Đặt cái gì nữa? Message. Dạ, xong còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Gì nữa? Status là trạng thái booking này có thành công hay không? Đúng không? Rồi ngày thực hiện booking, created date. Đúng không? Có cần reply không thầy? Hả? Có phải phản hồi không thầy? Cái gì? Cái gì nói to lên thế nào? Có cần phải phản hồi không thầy? Có chứ. Thế vậy thì em hãy nghĩ cái giải pháp phản hồi đi, nó như nào? Cái giải pháp phản hồi của em là như nào?
tạo ra một bảng mới hay là phản hồi luôn trong cái booking này? Chắc phải tạo bảng mới rồi. Tạo một bảng mới. Thế bảng mới thì sẽ thiết kế như nào? Đây booking reply này. Rồi như nào? Đi. Ai đi rồi? Tên người phản hồi. Đây là booking ID đúng không? Rồi. Đây là reply by. Người nào là người phản hồi? Đồng, ok đồng ý được chưa? Tiếp đi. Gì nữa? Gì nữa? Nội dung. Booking status. Tức là mình sẽ chuyển cái status của họ sang như nào đúng không? Vâng. Rồi. Gì nữa? Message. Message. Nội dung. Nội dung trả lời. Thì làm sao nữa? Ví dụ như ngày phản hồi đi. Đúng không? Ngày phản hồi. Sao nữa nhỉ? Còn nhiều? Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Tức là chúng ta sẽ viết như này. Mỗi như này thôi. Được chưa? Vâng. Các bạn khác thì sao nhỉ? Các bạn khác thì sao? Có đồng ý với cái này không? Alo, đâu hết rồi? Có cho nó quan hệ với nhóm này hả? Có cho là dùng cái bảng trên không, cho tự 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 quan hệ với tình nói. Thế nếu mà cho tự quan hệ với tình nói thì em sẽ làm như nào? Cũng như thầy ở trên thêm hai cái dòng nữa thôi. Rồi em sẽ thêm như nào? Reply 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 for đấy. Reply for. Có được không? Như này nhá, như này nhá. Em phải tính toán xem cái mức độ thay đổi của cái này và cái trên nó có giống nhau không? Tức là ví dụ em tưởng tượng đi, hôm nay tôi là một người cách đặt một cái phòng đấy. Đúng không ạ? Nhưng mà đến ngày mai của tôi ấy, tôi đặt ngày mai tôi đến thì chiều nay cái khách sạn đấy có khách VIP đến đặt, người ta đặt rồi, nhưng mà có thể là ngày kia tôi mới đến cơ, hoặc là cuối tuần thì tôi mới đến cơ, nhưng mà do có khách VIP đặt nên là tối hôm tối ngày mai tôi hủy, nhưng mà đến tối ngày mai lại cái khách VIP thì người ta lại hủy mất, em hiểu không ạ? Người ta lại hủy mất thì tôi liệu là có trả lời lại cho người dùng của tôi là bạn tôi đã chuyển lại cái booking của bạn thành công thì bạn lại có thể đến chỗ tôi được không? Có chuyện không, đấy xảy ra không? Không không không. Không gì? Tại sao không? Thì theo nghĩ là đã trả lời rồi thì lại trả lời người ta là hết phòng rồi đúng không ạ? Không, nhưng nếu mà trong trường hợp mà tôi khách nhân viên gọi điện lại cho tôi bảo là bây giờ anh có nhu cầu đặt phòng không, bên em lại có phòng rồi, thì lúc đấy tôi chưa tìm được một cái khách sạn khác thì tôi có sẵn sàng tôi nhảy vào trong website tôi booking lại không? Có. Có đúng không? Có hay không? Có. Có gì? Các bạn khác thì có đồng ý không? Nếu đồng ý với phương án đấy thì chúng ta sẽ chốt theo phương án là một bảng như này. Còn nếu mà không đồng ý phương án đấy thì chúng ta sẽ chọn booking reply. Có gì? Vâng. Rồi ok. Thế vậy thì ở đây chúng ta sẽ sửa lại cái này thêm một chút nữa. Reply by này là người nào là người reply này. Reply for này. Có cần phải reply for không? Không. Không cần reply for luôn đúng không? Đúng chưa? Bởi vì nó đang ở trong cái cột đấy rồi. Ừ. Đúng không? Chúng ta sẽ chỉ là reply message thôi. Reply
Messi đúng không? Gì nữa? Có reply date không? Reply date có không? Có. Rồi ok. Gì nữa nhỉ? Còn gì không? Còn gì nữa không? Rồi nhá, tạm thời bằng này nhá, còn nếu mà phát sinh chúng ta bôi ra thêm nhá. Chúng ta còn một cái nữa là cái trạng thái quy đổi. Em hiểu trạng thái quy đổi là gì không? Không thì thầy giải thích xem. Đó là hôm nay có 200 người đến đặt phòng của tôi, nhưng mà chỉ có khoảng 10% trong số đấy là người ta đến thật thôi. Em hiểu không? Thì nó sẽ đánh giá được cái việc là đặt phòng qua website nó có hiệu quả như thế nào. Đúng không? Để xem tính hiệu quả của website. Đúng rồi, thì là mình phải biết được là có bao nhiêu người đặt và bao nhiêu người đã đến. Đúng chưa? Vâng. Rồi ok. Thì mình sẽ phải thêm vào đây một cái cột nữa. Ví dụ tôi để là really come đi. Đây là in. À, đã check in. Còn tức là thể hiện người ta đã đến rồi. Đúng không? Thì cái này tôi chỉ biết, chỉ để là trạng thái là chua phone thôi. Có được không? Được. Được. Hoàn toàn được. Không đến thì thôi, để giá trị mặc định là phone. Còn nếu người ta đã đến thì tôi cái thằng nhân viên của tôi ấy thì phải biết mà vào đây mà check in. Đúng không? Mà tích vào đây là người ta đã check in rồi. Đúng không? Vâng. Rồi ok. Còn chưa tính là phải check in ất, tức là check in ngày nào cơ. Đúng không? Đây. In at check in date. Được chưa? Người ta đặt nhưng mà người ta thực sự đến là hôm nào thì chúng ta phải nốt vào đây. Đúng không? Được chưa? Thì đây nó là cái phần nội dung, cái phần co chính. Cái phần co chính nhất của chúng ta. Được chưa? Còn phần gì nữa không nhỉ? Còn nội dung gì nữa không? Vậy rồi. Còn lấy cái gì mà login vào đây? Đăng nhập. Đúng chưa? Vâng. Nãy giờ làm nhiều có lú à? Hả? À, lú chưa? Lú từ đâu rồi kìa? Bây giờ ID giờ này, email này, à quên nhầm. Đây là email này, đây là name này. Thế giờ bọn này lú rồi. Cái bọn thua. Ơ, đâu rồi nhỉ? Đây, để 10 cột đi. Tí nữa chúng ta sửa sau. Email name này, gì nữa nhỉ? Password này. Giờ gì nữa? Tôn. Pattern này. Avatar này. Gì nữa? Phone number. Phone number này. Quên nhầm bên kia. Phone number này. Gì nữa? Hết chưa? Dâu tôi đi. Phone ID đúng rồi. Phone ID hết chưa? Hết chưa? Vâng, chỉ thế rồi. Rồi ok, tạm thời thế. Ok, để đấy nhá. Tiếp theo này, còn bảng gì nữa? Role. Đúng rồi, bảng role. Đấy, bọn này bắt đầu khá khá lên rồi đấy. ID này. Name này. Status này. Được chưa? Nối cái này vào đây đúng không? Đúng chưa? Tiếp theo, cái chỗ nào mà có đây này, reply by này, thì chúng ta nối thằng ID này vào đây đúng không? Đây, reply by đây, nối cái này vào đây. Chưa? Rồi. Còn cái đoạn nào mà có email, à còn có cái đoạn nào mà user nữa. Đây, author này. Author này là cũng của cái thằng này đúng chưa? Đúng không? Đây, author đấy nữa này. Thì lại nối tiếp. Dấu đây. Đây, author đây. Nó sẽ kéo lùi nó ra.
Đây, reply by đây. Được chưa? Còn cái nào nữa không? Rồi, ok. Đây, tôi sẽ share lại cho các bạn cái đường dẫn của cái này. View nhé. Em ơi, xem một chút đi, xem có bị choáng không? Cứ bình tĩnh rồi nhá. Cái này chưa nghiêm trọng lắm đâu. Nhà tôi đang báo cháy cơ ông ạ. Chạy đi còn kịp. Đấy nghe không? Nhiều bảng phết nhỉ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, có 14 bảng thôi mà. Xuất mẹ ra ảnh này. Đâu nhỉ? Export đâu nhỉ? Đây. Thầy zoom lên xem bị mờ không thầy? Không, chắc chắn không. Dạ. Đây, không có thấy nó mở không? Không mở đúng không? Bây giờ đã hiểu vì sao mà tôi yêu cầu các bạn, tôi yêu cầu các bạn phải làm giao diện trước chưa? Tốt nhất là chúng ta phải làm giao diện trước thì chúng ta làm thiết kế DB ấy, thì nó mới khớp được. Chứ nếu mà cứ làm DB trước xong rồi làm với làm giao diện ấy thì nó khó lắm. Bởi vì giao diện là để thiết kế theo cái database. Nó rất là khó. Đang ơi. Hả? Dùng HT Track tải hộ tôi cái này về nhá. Đâu. Tải chưa? Đây, đang tải rồi. Tải được không? Để em HT Track đã. Được chưa các bạn ơi? Ngoài thắc mắc gì về trong cái DB này? Sao rồi bố?
Thế ổ cát là người ra sau nó bong ngay mà, thay lông nó bong ngay mà. Không phải tắm đâu, kệ. Tắm chứ. Tắm nó cũng chả ra đâu mà. Bố mới tắm thì tí nữa mẹ tắm cho. Xong chưa các bạn ơi? Sao? Có ai thắc mắc gì không? Bật cam hay sao? Toàn cứ giấu hết cả lũ đi vậy. Sợ lên hình à? Giang tải được chưa? Có tải được không? Đang tải, lâu phết đấy. Nhưng mà có tải được không? Đang tải thôi. Ờ ok, thế được rồi. Đây, xem màn hình cho. Rồi nha. À... các thanh niên còn cần làm gì nữa không? Đâu hết rồi. Đây, xong DB. Giao diện cũng tương đối hòm hòm rồi. Bây giờ các bạn, mỗi bạn tự kiếm cho mình một cái team. Hiểu không? Mỗi bạn tự kiếm cho mình một cái team. Sau đó là chúng ta thiết kế database theo cái team đấy. Và cái phần thiết kế giao diện các bạn cũng vẽ theo cái theme đấy. Hiểu vấn đề không nhỉ? Vâng. Đấy, xong rồi database chúng ta thiết kế làm sao cho cái database nó khớp với cái theme. Đấy, và chúng ta bắt đầu chúng ta code database thiết kế theme sao theo theme, xong rồi bắt đầu là cần thiết phải review. Thì tốt nhất là các bạn trong các cái buổi tới các bạn sẽ online lên mà call với tôi. Tức là cả lớp cùng nhảy vào, nhưng mà có nghĩa là các bạn sẽ trao đổi trực tiếp với tôi sẽ review trên cái team, thì các bạn gửi tôi link team cộng với cái link của Lucid Chat của các bạn ấy. Tôi sẽ comment cho xem là cái team đấy với cái database đấy nó có khớp nhau không. Được chưa? Và em bắt đầu làm như thế nào rồi, em gặp khó ở đâu. Thế thì các cái buổi sau của chúng ta gần như là chỉ có triển khai code và code thôi. Sau đó là code đến đâu gặp khó lại sửa. Đấy, hiểu nhỉ? Hiểu cách học cái môn này trong thời gian tới không? Có, em hiểu rồi. Đấy, tức là sửa và làm liên tục, sửa và làm liên tục.
kể cả cái chức năng đơn giản như là đăng nhập các bạn không làm được cũng hỏi luôn, hay là những cái chức năng khó ví dụ gửi email các thứ các kiểu các bạn chưa biết làm hỏi thì tôi sẽ chỉ cho, cần thiết tôi sẽ code demo cho, hiểu không? Hiểu không nhỉ? Cái đấy phải thế bắt tay vào làm thì thế mà phang thôi, chứ còn về phần thiết kế hay là về phần hỗ trợ các thứ các kiểu tôi đã gần như làm cho các bạn rồi. Bây giờ mình chỉ có theo cái vòng lặp tiếp theo là tài liệu xong rồi này, bây giờ là làm DB, ốp giao diện vào, sửa giao diện, bắt đầu là code back end và sửa code, cứ lặp đi lặp lại đến cuối một. Được chưa? Ví dụ như thằng muốn chọn cái giao diện nào? Dạ. Em đã chọn được cái giao diện của em chưa? Sáng nay em làm cái giao diện nhưng mà em cảm giác nó cứ làm sao. Không phải xấu quá mà nó kiểu nó không hợp với cái chủ đề, em cũng tìm theo cái từ hotel mà nó kiểu nó không hợp lắm. Đâu, cho xem nào. Thầy là em thì em tìm lại. Rồi em có cái link Figma rồi giờ cái trang đấy là trang gì quên mất rồi. Thằng Huy Hoàng đang định làm cái giao diện nào? Hoàng ơi. Đâu rồi? Đây thầy ơi. Đâu? Star Hotel. Đẹp phết nhỉ. Em tải xong hết rồi. Định làm theo cái này gì? Vâng. Được rồi. Bắt đầu code đi, Duyệt. À, bắt đầu làm giao diện đi. À quên nhầm, bắt đầu làm cái gì ta, cái database, làm database chưa? Em chưa. Bắt đầu ngồi vẽ đi, xong rồi tôi review cho, đến cuối buổi tôi review cho. Vâng. Chúng ta cố gắng là mỗi người một cái giao diện khác nhau nhá. Để cho cái chủ đề thì giống nhau, nhưng mà giao diện và database của chúng ta có thể nó sẽ khác nhau. Nguyễn Hồng Quân. Ôi Quân ơi. Dạ. Cái này của em không tải đâu, bởi vì cái này nó là cái WordPress theme thì phải. Đây là theme WordPress hay là theme HTML đấy? Hình như là WordPress ạ. Em tìm trên cái, em nhìn thấy màn hình của tôi không? Có. Đây nhá. Em vào trang Theme Forest này. Vâng, Theme Forest. Chưa, Theme Forest này. Sau đó em chọn cái HTML này, này. Em nhìn thấy không? Vâng, chỉ HTML thôi ạ. Ừ, chỉ có HTML thôi, xong em search cái hotel ở đây này. Vâng, em còn. Đấy. Chứ em tìm ở kia nó là theme WordPress rất là mệt. Hiểu chưa? HTML chắc thì không tải được cái WordPress đấy ạ. Không phải không tải được, mà là nó sẽ rất khó áp dụng. Vâng. WordPress thì không sửa được. Không biết sửa sẵn. Điên ơi, môn này làm cá nhân em nhá, bởi vì chúng ta không làm nhóm được. Online như này không làm nhóm được. Giang A Chứ, môn này con qua không đấy A Chứ ơi? Đó. Môn này có muốn qua không đấy? Không thì nói nào gì hôm đầu giờ. Có ạ. Đã chọn được team chưa? Chưa ạ. Chọn đi, tí nó gửi lại cho tôi review. Vâng ạ. Luôn nha, luôn nha. Đức Hoàng hay sao nhỉ? Em dùng lại thêm thi trước tải à? Lại dùng lại cái team đấy à? Vâng. Gửi lại cho tôi cái link nha nào.
cái Sochi này lên database nó cũng sẽ đơn giản hơn so với cái database của cái tôi vừa thiết kế đấy. Vâng. Anh thấy nó ít hơn. Ờ. Hình như database của cái phần này tôi vẫn chưa có cái phần ở trong này nó cũng có bao. Có chứ ạ. Đây trên đây không có bao à. Không có. Nó không có trang ở đây, cái trang about us này. Có trên đấy. About us thì thực ra chúng ta làm tĩnh được. Làm gấp tĩnh trên này cũng được. Không quá phải chi tiết đâu. Thôi, restaurant thì bỏ qua đi. Nếu mà các bạn nào mà làm phần restaurant hay là làm thực đơn ấy, thì báo với tôi để tôi review hoặc hỗ trợ cho nhá. Hiểu không? Nếu mà trong website của bạn nào mà có làm phần restaurant hoặc là làm phần hoặc là làm phần menu thực đơn cho nhà hàng ấy, nhà hàng thuộc về cái khách sạn đấy ấy, thì báo với tôi để tôi ấy cho. Còn sớm mà nhân. Còn sớm lắm. Rồi trong thời gian này các bạn chọn team, tải team và làm giao diện cho cái team đấy đi nhá. Chủ đề của chúng ta là làm website về về khách sạn. Được chưa? Ơ lại tắt hết cam rồi bọn này. Bật cam lên cơ mà. Tắt tiếng thì cũng được nhưng phải bật cam lên cho tôi để tí tôi còn kiểm tra. Ở chỗ làm thì liên quan gì đến cam, tôi bảo ông tắt mic cơ mà. Ai cần hỗ trợ gì thì nói nhá. Tôi sẽ dừng việc quay video ở đây.